Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop đầu cao Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người video số là 622 ạ. Thì trong video này em sẽ giới thiệu với mọi người một lô máy. Máy của em ngày hôm nay thì có size từ size 1.000 đến size là size tầm khoảng 12.000 nha mọi người. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, và bên em có ship code toàn quốc và phí ship của mọi đơn đối với máy là 30.000 ạ. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua số điện thoại là 0974088309 hoặc là kết nối Zalo qua số 0766609682 ạ. Thì đầu tiên xin được giới thiệu với mọi người con máy số 1 ở đây em có này. Thì máy số 1 ở đây em có, đây là một con máy của Ryobi. Đây là một dòng Ryobi size nut. Đây là máy size nhỏ, con này thì size 1.000 thôi. Dành cho khách chúng ta câu lure rơi hoặc là chúng ta câu cần ISO, chúng ta câu tôm, câu mực khá là ok. Con này thì tên của nó là SS700 nha. Nhưng mà size thật của nó thì con này size thật là 1.000. Cước số 3 vào được 65m nha, con này size 1.000. Cối thân bằng carbon, tay quay là bằng nhôm, đổi được tay quay trái phải. Con này thì ngoại hình là có hơi sờn nhẹ nè. Mô viên sóng, lưỡi gà của máy vẫn còn. Con này của nó đây. Gà cước ạ. Gà cước hoạt động ok nha. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. Con này thì trên thân của máy nó có những vết trầy xước nhỏ thôi, nó sờn khá nhỏ. Hoạt động đây ạ. Hoạt động thì khá là ok, quay rất là nhẹ. Con này nhẹ mượt và êm luôn. Chốt chặn hoạt động tốt. Con này bật chốt chặn không có tiếng kêu nhé mọi người. Size của nó là size 1.000. Và máy số 1 này là máy của Nhật. Máy số 1 này có giá 250.000. Máy nó nặng là 235g. Tiếp theo máy số 2. Máy số 2 thì ở đây em có là một con máy của Ryobi luôn. Con này giống y hệt máy số 1 nha. Ryobi size nó. Và con này thì cũng cố thân mình carbon. Con này dòng tay quay carbon luôn nha. Và con này thì tên của nó là 1.500, nhưng mà size thật của nó thì là cước số 3 vào được 150m nhé. Thì là con này size 3.000. Mô viên sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Chúng ta đổ được tay quay trái phải trên thân máy thì có, nó cũng có những cái vết sờn. Đây, ngoại hình của nó đây ạ. Con lăn của nó đây. Gà cước ạ. Hoạt động tốt, chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Hoạt động của máy đây, quay rất là nhẹ nha. Chúng ta đổ được tay quay trái phải, chốt chặn đây, khá là ok. Và máy số 2 này là máy của Nhật. Máy số 2 này có giá là 320.000. Máy nặng là 296g. Máy của Nhật. Tiếp đó là máy số 3. Máy số 3 ở đây em có là một con máy của Rigen, dòng Daiwa Rigen S như thế này. Con này sức tải là 4,5kg này. Cối thân bằng carbon, tay quay nhôm, đổi được tay quay trái phải. Con này thì ngoại hình là có hơi sờn trên thân máy như thế này ạ. Cước số 3 vào được 150m thì con này cũng size 3.000 nha. Mô viên sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn, tay quay của máy đây. Con này thì có vẻ hơi tối, tối màu trên thân một tí, hơi sờn với đây, có những vết bị ra ten ở góc cạnh tay quay thế này nha. Còn lăn của nó thì khá là ok. Chúng ta đổi được tay quay trái phải nhé. Con này thì ngoại hình là có hơi sờn sờn xước và nhẹ trên cối thế này. Đấy, trên thân máy. Hoạt động của máy. Con này thì đây. Cái phần này nó có vẻ nhẹ cái xíu là cái phần vỏ bên vành bên ngoài của cái phần gạt cước như thế này nha mọi người. Phần vỏ thôi, không có ảnh hưởng gì cả bên trong cả. Đấy, có một cái đường răng nhẹ rất là nhỏ như thế này thôi. Đấy. Và nó cũng có những vết sờn xước. Hoạt động của nó đây, chốt chặn hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải, quay rất là nhẹ. Và máy số 3 này cũng là máy của Nhật. Máy số 3 này có giá 260.000. Máy nặng là 304g. Tiếp đó là máy số 4. Máy số 4 ở đây em có là một con máy của Shimano, dòng Shimano Max 25S như thế này. Con này có Ryoto là 4.2. Đây là một con máy đuôi chuột ạ. Máy này thì cối thân bằng carbon, tay quay nhôm, đổi được tay quay trái phải nha. Máy đuôi chuột, con này thì nó thiết kế kiểu hơi lạ. Cước số 2 vào, con này thì cước số 2 vào được kiểu size của nó là size 2.5, tức là size 2.500. Nhưng mà cối nó là kiểu cối nông như thế này nha mọi người. Con này thì chúng ta vào cước ít thôi, không được nhiều cước lắm.
mô hình sống này, lưỡi gà của máy vẫn còn, con lanh của nó đây, gạt nước hoạt động tốt. Chúng ta sẽ sabun ok nhé mọi người, mở phối đây. Con này trục rất là khỏe này. Gạt nước hoạt động tốt, chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường hoạt động của nó đây. Đấy, con này thì size của nó tầm 2.500 chốt chặn ạ, hoạt động tốt. Con này thì mặt chốt chặn không có tiếng kêu nha. Đấy, chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Đây là một con máy đuôi chuột. Và máy số 4 này là máy của Nhật, máy số 4 này có giá 220.000, máy nặng là 246g. Tiếp đó là máy số 5. Máy số 5 ở đây em có là một con cò thắng tay như thế này nha. Đây là một máy cờ thắng tay của Daiwa, dòng Daiwa SS1000LB như này. Đây, con này chạy bằng hai bạc đạn. Con này thì xa thật của nó là cước số 5 vào được 190m này, cước số 6 vào được 150m. Thì nếu đúng theo tính theo thông số cước thì con này 6.000 nha. Nhưng mà cái dòng này thì nó thiết kế hơi nhỏ máy, con này em bán size 5.000 nha mọi người. Đây, ngoại hình thì nó cũng có những vết trai xước như này. Và đây là một con máy có cờ thắng tay, con đăng của nó. Cò thắng tay của máy kim loại dòng này thì có cả cốt trợ lực này. Cò thắng tay là con này thiết kế là cả mô bin sống nhé. Con này chúng ta có thể dòng cá bằng hai cách. Một cách là chúng ta xả cối, xả spoon, dòng gá bằng cối. Hoặc là cách thứ hai chúng ta có thể dùng cò để mà dòng cá. Đây, có cốt trợ lực này nhé. Size của nó 5.000, con này bán size 5.000. Chúng ta có thể sử dụng giống như là những con máy bình thường. Và chúng ta cũng có thể sử dụng như là một con máy cá cò thắng tay. Vừa dòng cá rất là đa năng, vừa dòng cá bằng cò, vừa dòng cá bằng cách xả spoon này. Con này thì cối nó bị hơi bị ra tên nhẹ xíu trên phần cối này xíu này. Có cả cốt trợ lực. Đấy, rất là nhẹ, tay quay của nó này. Được chạm khắc hoa văn trên cối cũng vậy, dòng SS ạ. Đấy. Và máy số 5 này là máy của Nhật, máy số 5 này có giá là 800.000, máy đa nặng là 528g. Tiếp đến là con số 6, máy số 6 đây em có đây là một con máy của Olympic, dòng Olympic Let's Go X-No3 thế này ạ, ở đây. Con này thì toàn thân bằng kim loại nhé. Dòng Helicon Gear thế này. Mô bin sống này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Con này có Gito là 4.67, nặng 565g. Cước số 8 vào được 200m. Thì con này size là tầm 9.000 nha mọi người. Gạt cước này, hoạt động tốt. Size 8.500 đến 9.000. Con này thì ngoại hình trên cối nó cũng có những vết sờn nhẹ thế này thôi. Cá sờn. Dòng Hurricane kia, những cái dòng này thì nó đầm máy, quay rất là đầm máy. Và nhìn nó cảo khá là khỏe nha mọi người. Hơi... có ra tên nhẹ phần này xíu nè, phần cối chốt chặn. Đấy, cái này quay nhìn rất là lực. Chốt chặn nè, hoạt động tốt, size của nó là size 9.000. Mô bên 6, lưỡi gà của máy vặn con nhé, con này lưỡi gà vặn con. Con này thì là có cái chế độ bật tắt tiếng kêu nhé, chúng ta có thể là chế độ không có tiếng kêu, chốt chặn không, cái chốt chặn cũng không có tiếng kêu luôn. Và bật tiếng kêu, chế độ hai chiều vẫn có tiếng kêu. Con này thì thiết kế khá là đa năng, có chế độ bật tắt tiếng kêu. Vì có một số khách là không thích tiếng kêu, nên ta có thể có chế độ bật và tắt. Và máy số 6 là máy của Nhật, máy số 6 có giá 750.000, máy nặng là 565g. Tiếp đó là máy số 7. Máy số 7 ở đây em có là một con máy của Olympic, dòng Olympic Let's Go VO500. Đây, thì ngày hôm nay em có sẽ có 3 con máy y hệt như vậy, dòng Let's Go VO500 thế này nha. Con này thì dòng Helicon Gear,
nó cũng tương tự giống như con dòng là số 6 như vậy, nhưng mà nó cũng kiểu như hơi khác một xíu, cũng như mà cũng dòng Olympic Helicon kia. Và Leggo 500, còn xa thật của nó đây, cước số 10 vào được 190m, con này size tầm 10.000 trên 10.000 nha, 10.000, 10.000 rưỡi đấy. Con lanh của nó này, cước hoạt động tốt. Dòng này thì đây, con này ngoại hình của nó này, nó cũng có một vài cái vết ra tên nhẹ phần góc cạnh tay quay như thế này. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường, size của nó là size 10.000 rưỡi, hoạt động của nó đó rất là mượt. Con này nó có đánh biển đánh lục rất là ok luôn. Xanh cá lớn câu tra vẫn khá ok. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Và máy số 7 này là máy của Nhật. Máy số 7 này hiện tại có cân nặng là 735g và có giá là 950.000. Tiếp đến là máy số 8, tương tự như máy số 7, y hệt nha. Ba con, em có ba con giống hệt nhau. Ngoại hình thì nó cũng có những cái vết trầy xước và nó cũng có tính độ tương đồng, thì nó cũng có tương đồng nhau thôi. Con này thì trầy chỗ này, con kia thì trầy chỗ kia một xíu thôi. Chúng là bù qua sắc lại thì nó cũng giống nhau. Ra tiền nhẹ phần cối đây. Cứ số 10 vào được, cũng được vào được là 190m này. Size của nó là 10.500, có reto là 4.78, nặng là 685g nếu như không có cước. Còn con này cân nặng thực tế thì là 735g. Mô bin sóng lưỡi gà của máy vẫn còn. Những con nào mà có cốt trợ lực thì em sẽ mở cối ra em giới thiệu, còn những con mà em không mở cối là những con nó không có cốt trợ lực nha mọi người. Thì phần góc cạnh tay quay con này nó cũng ra ten nhẹ thôi, không có gì lớn lắm. Size của nó là size 10.500, hoạt động của nó đây rất là ok, quay khá nhẹ nha. Chốt chặn đây à, hoạt động tốt. Và máy số 8 này là máy của Nhật, máy số 8 cũng có giá là 950.000, máy nó nặng là 735g. Và tương tự em có máy số 9 giống y hệt nha. Con này thì cũng vậy, trên cố nó cũng có nhiều vết sờn nhẹ. Mô bin sóng lưỡi gà của máy vẫn còn, cũng có reto là 4.78, y hệt nha. Ba con này y hệt nha, cối cũng có nhiều vết xước nhỏ nhỏ thế này. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường dòng Olympic Helicon Gear, máy 789, ba máy giống hệt, gạt cước hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải, hoạt động khá là ok, chốt chặn hoạt động tốt. Và máy số 9 này cũng làm hết của Nhật cũng, con này thì nó ít cước hơn nên nó có cân nặng là 700g và giá của nó cũng là 950.000 ạ. Tiếp đó là máy số 10. Máy số 10 ở đây em có là một con máy của Siemens, của Daiwa dòng SS 3000C như này nha. Con này thì dòng SS đây, cối nó được chạm khắc hoa văn rất là đẹp. Những cái dòng này thì nó còn được cối được chạm khắc rất là đẹp này. Tay quay cũng vậy, góc cạnh tay quay này. Con này thì ngoại hình nước sơn bên ngoài các bạn nó cũng hơi bị sờn như thế này. Đây, con lanh của nó nè, gạt cước hoạt động tốt. Con này cước số 7 vào được 210m thì con này tương ứng với size 8.000 nha mọi người. Size 8.000. Ngoại hình con này thì có những vết chai nhẹ phần đuôi máy, nhưng mà dòng này dòng SS là dòng, đối với những dòng máy nhôm, dòng máy kim loại thế này thì SS là dòng tốt nhất của Daiwa rồi. Sau SS sẽ là GS. Dòng này đã được đầu tư ngoại hình vận lẫn thiết kế bên trong rất ok. Quay rất là êm nha, con này quay rất khá là êm. Size của nó là size 8.000, chốt chặn hoạt động tốt. Và máy số 10 này là máy của Nhật, máy số 10 này có giá là 1.000.000, máy này nặng 600g, mọi người lột cái tem này lên là Made in Japan ở dưới nha mọi người. Tiếp đó là máy số 11. Máy 11 em cũng vậy, em cũng có một con SS 4000C, con này lúc nãy là 3.000, con này là 4.000 nha. Đây, con này thì cối nó bám bẩn thôi. Cối cũng được chạm khắc hoa văn như vậy. Con này thì nước sơn bên ngoài có vẻ ok hơn một xíu nha. Trầy xước nhỏ. Cũng mô bin sóng lưỡi gà của máy vẫn còn, tay quay cũng được chạm khắc hoa văn nha. Con này thì ngoại hình sáng hơn. Con lanh của nó đây. Đấy, bám bẩn rồi. Gạt cước hoạt động tốt. Mô bin sóng lưỡi gà của máy vẫn còn. Con này size của nó, đây là chế độ, đây cho chế độ vào cước map này. Cước số 10 vào được 175m, con này size 10.000 nha mọi người. Size 10.000. Và máy số 11 này có giá là 1.250.000, máy nặng là 680g. Đó đây. Máy 10.000, con này thì ngoại hình nó cũng có những cái trai xuất. Quay rất là nhẹ, con này chốt chặn hoạt động tốt. Dòng SS. Tiếp đến là máy số 12.
Máy 12 ở đây cũng có một con SS luôn ạ. Con này thì SS 5000C nhá. SS 5000C. Con này thì đây có nó cũng có những bằng cái lớp sơn màu nâu nâu ở bên ngoài thôi. Còn họ biết hoa văn thì không, khá là ok luôn. Mô bên sóng này lưỡi gào của máy vọng con. Con này cứ số 10 vào được 190m. Con này size tầm 10.500 đến 11.000. Mô bên sóng lưỡi gào của máy vọng con. Con lăng của nó đây. Con này thì ngoại hình nó cũng có những vết trời sờn. Size của nó là size tầm 10.500 đấy, em bán 10.500 đến 11.000. Cứ số 10 vào được 190m. Cứ số 10 tầm vào được 170 là đã là size 10.000 rồi. Đây ngoại hình con này. Con này cũng đổ được tay quay trái phải bình thường dòng SS 5000C. Còn lúc nãy là 3, 4 với 5. Đây em có 3 con, 3 size, 3 tên của 3 dòng máy. 3.000, 4.000, 5.000. Tên của nó là 3.000, 4.000, 5.000. Còn size thật của nó là từ 8 đến 11, 11.000 nha mọi người. Chứ không phải là size của nó là 3.000, 4.000, 5.000 đâu nha. Tên và size thật nó sẽ khác nhau. Đối với những cái dòng máy kim loại nó sẽ có đặc thù như vậy. Rất là mượt. Chốt chặn đây. Hoạt động tốt. Đang qua những cái dòng SS này khá là bền. Con này thì có hơi xấu cái phần chốt chặn một xíu, chốt chặn nó bị ra ten như thế này nha. Và máy số 12 là máy của Nhật. Máy 12 cái giá là 1.050.000. Máy nặng là 696g nha. Con này cối nó hơi bị ra ten, bị bong cái lớp sơn màu xám xám bên ngoài ra một xíu. Đây, tem này bị ra ten. Xấu chốt chặn một xíu. Xấu lớp xi bắn bên ngoài. Tiếp đó là máy số 13. Máy 13 ở đây có là một con máy của Daiwa dòng Spotlight Eta 5. Có Rito là 4.7. Con này cối rất là đẹp nha. Cối khá là đẹp mới, bóng cối này. Có bám bận nhỏ thôi. Cứ số 10 vào được 190m. Con này size 10.500 đến 11.000 nha. Mô bên sóng này. Lưỡi gà của máy vọng con. Đấy, con này mới đẹp. Con này thì một vài điểm cái nước sơn nó hơi bị sần sùi nhỏ thôi. Đấy, sần sùi nhỏ nước sơn. Tay quay của nó này. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Con lanh của nó này. Gạt rất hoạt động tốt. Size của nó là size 10.500 đến 11.000. Quay rất là nhẹ, khá là mượt máy luôn. Eternal. Chốt chặn đây, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Và máy số 13 là máy của Nhật. Máy 13 này có giá là 950.000. Máy nó nặng là 710g. Tiếp đến là máy số 14. Máy 14 ở đây em có là một con máy Olympic Lego V700 thôi này. Con này thì nó cái nước sơn của nó sơn màu đà như thế này. Nhìn nó hơi tối một xíu nha. Đây con lanh của nó đây. Khá là ok. Thì bông cái xi bóng nhẹ. Gạt cước này hoạt động tốt. Mô pin sóng. Con này là mô pin sóng nha. Con này nhưng mà lưỡi gà nó bị rơi lưỡi gà rồi nha mọi người. Đấy, size của nó là size lớn, cước số 10 vào được 200m. Thì con này size đến là 11.500. Và có Rito là 6.2, nặng 675g là họ tính chưa tính cả cước đâu. Cái cân nặng ban đầu của nó. Chúng ta vẫn dòng cá sẽ sụp bình thường, dòng đấy. Nhưng mà con này nó bị rơi cái lưỡi gà thôi. Nó không kêu re re thôi. Có Rito là 6.2, Rito này khá là cao. Vì chúng ta quay cước vào cũng rất là nhanh. Có chạy bằng 3 bạc đạn, đổi được tay quay trái phải. Con lanh của nó này. Cước tay quay. Gạt cước này, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Quay rất là nhẹ nha. Con này thì quay nhẹ và đắt ok mà có quay là rất là nhanh này. Khá là êm đấy. Chốt chặn lại, hoạt động tốt. Có riêng tôi là 6.2. Và máy số 14 này là máy của Nhật. Máy 14 này có giá là 1.100.000. Máy nó nặng là 741g. Là em cân luôn cả máy thế này nha. Có cả cước luôn. Và tiếp đến là máy số 15. Máy cuối cùng. Máy 15 ở đây em có là một con máy toàn thân bằng carbon. Những con này người ta câu nước mạng khá là ok. Hoặc là khách ta muốn cần những con máy có trọng lượng nhẹ thì chúng ta chọn toàn thân bằng carbon thế này. Mô pin sóng lưỡi gà của máy vẫn còn. Con này thì ngoại hình nó cũng có những vết sơn xước thế này nha. Đổ được tay quay trái phải. Dòng Ryobi Carbonate 400. Cước số 7 vào được 200m. Size của nó là tầm size khoảng 8.000 nha. Nhưng mà dòng cối nó cối dài. Nhìn nó rất là lớn máy. 8.000 nhưng mà khá là lớn máy. Máy nó tương ứng với giá máy xa 11, 12.000 luôn. Khá là lớn máy. Mô pin sóng. Lưỡi gà của máy vẫn còn, cái gạt gà cước dài này,
chúng ta sẽ ra dây rất là nhanh với những con này, và rất là nhẹ nha. Size của nó là size 8.000. Ok, chốt chặn ra rồi, còn tốt. Và máy số 15 này là máy của Nhật. Máy 15 này có giá là 580.000. Máy nó nặng là 611g ạ. Và mới vừa giới thiệu xong lô gồm có là 15 máy câu của mình ạ. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309, hoặc là kết nối Zalo qua số 0766609682 ạ. Em xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người ạ.